Chào mừng quý khán giả đã đến với chương trình Ngon và Lành của kênh VTC14. Thưa quý khán giả, trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi có dự kiến là mời chị Kiều Mai Trang sẽ giúp chúng ta làm một món ăn gì đó để cải thiện trong những dịp cuối tuần ạ. Chào chị Trang, chị có thể cho biết là hôm nay thì chị có thể tư vấn cho tôi cũng như các bạn nội trợ là chúng ta có thể nấu một món ăn gì đó để cải thiện vào trong những dịp cuối tuần được hay không ạ? Vâng, xin chào kênh VTC14. Và đặc biệt là chương trình Ngon và Lành. Thì hôm nay tôi đến với chương trình thì tôi sẽ giới thiệu với các bạn món dạ dày hầm tiêu xanh, một trong những món ăn rất hợp với thời tiết hơi se se lạnh như mùa này. Thưa chị Trang, với cái món ăn là dạ dày hầm tiêu xanh như thế ạ. Thế thì để mà nấu được những cái món ăn như thế này thì chúng ta chuẩn bị những cái nguyên vật liệu như thế nào? Thì trước tiên là chúng ta phải có dạ dày. Dạ dày thì chúng ta chọn mua những dạ dày còn tươi thì chúng ta về chúng ta sơ chế sạch. Chắc là cách là làm sạch dạ dày thì hầu như là người phụ nữ đảm đang nào cũng đều biết cách đấy rồi. Thì tôi sẽ không nói rõ về cái công đoạn đấy, thì chúng ta sẽ nói là cái dạ dày này tôi đã được sơ chế sạch này. Và sau đó là tiếp theo là khi mà hầm dạ dày hầm tiêu xanh thì cái nguyên liệu không thể thiếu đấy là tiêu xanh. Đây, các bạn mua tiêu xanh mà vẫn còn tươi như thế này thì là món ăn sẽ rất là ngon. Thì trong đấy thì các cái gia vị như là gừng, hành, các gia vị thông thường trong nhà bếp như hạt nêm, mì chính, hạt tiêu các thứ thì đặc biệt là trong đấy thì chúng ta sẽ mua cái hạt tiêu hạt như thế này, hạt tiêu vàng và hạt tiêu đen. Là một trong những cái món cái gia vị đặc trưng của món dạ dày hầm tiêu. Thì các loại chúng ta ăn kèm thì có rau. Rau thì món này thì tùy theo các bạn là có thể nhúng các loại rau, nhưng mà để hợp với cả cái món dạ dày hầm tiêu xanh thì chúng ta sẽ ăn cùng với cả mồng tơi và mứt, cải xanh và nấm. Thưa chị, vậy với mà khoảng một cái dạ dày thì định lượng là khoảng cho bao nhiêu người ăn ạ? Cái dạ dày này định một chiếc dạ dày này thì khoảng 6 lạng thì khoảng độ 4 người ăn là hợp lý nhất. Thưa chị, vậy thì cái công đoạn đầu tiên của cái món dạ dày hầm tiêu xanh thì chúng ta phải làm gì ạ? Trước tiên thì cái dạ dày này chúng ta đã làm sạch dạ dày rồi thì chúng ta sẽ đi luộc dạ dày. Thì chúng ta sẽ dùng gừng. Tôi sẽ dùng gừng để luộc dạ dày. Tôi sẽ cho gừng vào đây. Và chúng ta sẽ cho vào đây một củ hành tím. Khi mà chúng ta luộc dạ dày để muốn dạ dày giòn và thơm ý, thì chúng ta sẽ cho vào, bí quyết là cho vào nồi nước luộc là 2 thìa nước mắm. Thì cái dạ dày của chúng ta rất là thơm và giòn. Khi mà cái nồi nước ở trong nồi đã sôi lên thì chúng ta sẽ thả luôn dạ dày vào. Thưa chị Trang, vậy dạ dày thì chúng ta luộc khoảng trong bao lâu thì sẽ được? Cái món dạ dày hầm tiêu xanh này thì là chúng ta luộc cái miếng dạ dày này trong vòng 20 phút. Thì sau đấy thì chúng ta sẽ vớt ra. Thì tại vì khi mà luộc cái dạ dày này lên ý, thì chúng ta sẽ có độ giòn rồi. Chúng ta gọi là hầm tiêu xanh, nhưng mà khi mà cái dạ dày nó đã có độ giòn và độ thơm rồi thì chúng ta chỉ cho hạt tiêu vào và các cái gia vị. Tôi xin giới thiệu tiếp là lúc mà chúng ta đợi cái món cái dạ dày của chúng ta được 20 phút ý, thì tôi giới thiệu tiếp cái nguyên liệu của quan trọng nhất là khi mà chúng ta hầm ý, thì chúng ta cần có nước dùng gà. Một trong những cái nước dùng để cho làm cái món ăn của chúng ta vừa có là bổ dưỡng, vừa là có cái tác dụng là khi mà chúng ta nhúng các loại rau vào thì nó sẽ ngon hơn. Vì trong cái nước dùng gà này thì các bạn có thể mua một bộ xương gà. Sau đấy thì chúng ta về chúng ta sơ chế sạch và chúng ta ninh lấy cái nước xương. Khi mà các bạn ninh nước xương lên ý, thì trong cái nồi nước xương gà của chúng ta thì chúng ta nên cho một củ cải vào. Củ cải đường như thế này vào thì nước dùng của chúng ta vừa trong vừa ngọt, và thêm một củ hành tây nữa vào
thì cái vị nước dùng của chúng ta sẽ rất hợp với cả cái dạ dày. Và khi cái mùa này thì là một trong những cái mùa có rất nhiều là củ sen như thế này, thì cái món này là đặc trưng là chúng ta kết hợp với cả cái củ sen hầm vào thì cái món dạ dày rất là bổ dưỡng. Các bạn thì sau khi mà dạ dày của chúng ta đã luộc được 20 phút rồi thì tôi sẽ vớt dạ dày ra. Khi mà cái miếng dạ dày màu trắng ở trong này là dạ dày rất là tươi và ngon. Khi mà các bạn vớt miếng dạ dày ra thì các bạn nên có một cái bát nước đá lạnh ở bên cạnh luôn. Để khi mà chúng ta vớt dạ dày ra, chúng ta cho vào bát nước đá lạnh đấy thì dạ dày sẽ giòn hơn. Thưa quý khán giả, việc luộc dạ dày thì cũng có những cái bí quyết nhất định. Ví dụ với chị Trang chẳng hạn, sau khi mà luộc xong chị ấy sẽ bỏ dạ dày vào một bát nước lạnh và có đá. Bởi vì cái việc theo như giải thích của chị Trang ấy thì là khi chúng ta cho vào một cái bát nước đá như thế thì khiến cho dạ dày thứ nhất là có cái màu trắng, tức là nhìn rất là bắt mắt, đẹp đẽ. Và thứ hai nữa là giúp cho dạ dày nó có cái độ giòn nhất định ấy. Sau khi mà dạ dày chúng ta đã ngâm trong nước đá thì tôi sẽ vớt ra và chúng ta luộc dạ dày với cả nước mắm. Thì là cái dạ dày rất là thơm, không hề có một mùi gì về dạ dày cả. Thưa chị Trang, với món dạ dày hầm tiêu xanh như thế này thì cái miếng dạ dày chúng ta sẽ thái như thế nào thì nó sẽ hợp lý ạ? Chúng ta sẽ thái độ dài khoảng 3 cm, chiều rộng thì khoảng 1 cm như thế này. Thì khi mà chúng ta hầm vừa ăn thì tính của dạ dày là dai, thì chúng ta thái cái miếng vừa ăn như thế này thì hầm vào thì là dạ dày sẽ vẫn giữ được độ giòn và cả độ mềm nữa, nó không bị dai. Thế này món này có các chị có thể hôm nào mà có gia đình mà có bạn bè của ông xã đến ngồi xem đá bóng hay gì đấy thì chúng ta làm một món này rất là vừa ngon mà lại ăn uống thì rất là nhẹ nhàng, chứ không có gì là nhiều cái dụng lẩu mà chúng ta nhúng nhiều loại thịt vào nhiều quá thì nhiều khi là cũng bị ngấy. Chúng ta một trong món này là cũng chống ngán đấy. Không, tôi nghĩ rằng với cái món dạ dày hầm tiêu xanh như thế này thì vào những cái dịp cuối tuần ấy, khi mà cả gia đình hoặc có bạn bè ngồi quây quần với nhau trong một cái thời tiết nó hơi se se lạnh một chút, vâng, thì tôi nghĩ là rất hợp lý. Tôi sẽ cho vào đây 3 thìa dầu ăn. Khi dầu mà đã trong nồi đã nóng rồi thì chúng ta sẽ cho vào đây các gia vị. Trước tiên là sẽ cho vào đây một ít gừng thái sợi. Nó dậy mùi thơm. Một ít hành băm. Chúng ta sẽ cho vào đây một ít tiêu vàng. Một ít hạt tiêu đen. Món này chúng ta nên dùng cái hạt tiêu mà còn nguyên hạt như thế này. Và đặc biệt không thể thiếu đấy là tiêu xanh. Các thứ gì tiêu xanh là chúng ta cho xào luôn cả, vâng, dạ dày ạ. Chúng ta sẽ xào luôn để cho cái tiêu xanh này dậy cái mùi lên. Khi mà trong nồi đã dậy mùi đặc trưng của hạt tiêu và gừng lên rồi thì tôi sẽ cho dạ dày vào đảo cùng. Chúng ta xào to lửa lên một chút, khi mà chút dạ dày vào chúng ta cho tỏi to lửa lên một chút. Vậy thì chúng ta xào dạ dày cho khoảng bao lâu hả chị? Cái này thì chúng ta xào trong khoảng độ 3 phút để cho cái miếng dạ dày nó săn vào đã. Chị đã thấy mùi thơm của hạt tiêu. Tôi thấy là cái mùi thơm và nó có cái vị cay nồng
của hạt tiêu đen và hạt tiêu vàng quậy được với nhau. Tuy nhiên là khi mà chúng ta sử dụng hạt tiêu xanh ấy thì nó có cái mùi nó khá là đặc trưng đấy ạ. Dạ vâng. Tức là mùi hạt tiêu xanh thì nó có một cái thơm dịu nhẹ hơn so với các loại hạt tiêu khác. Dạ dày của chúng ta đã săn như thế này rồi thì chúng ta sẽ cho nước dùng gà vào. Thưa chị, với một cái phần ăn mà khoảng 5 người ăn đến này thì chúng ta chắc là cho khoảng bao nhiêu lít nước dùng ạ? Cái này chúng ta cho khoảng 1 lít. Chúng ta om trong khoảng bao lâu thì được? Cái này khi mà chúng ta cho vào như thế này rồi thì chúng ta có thể tiến hành cho khi mà nước bắt đầu sôi lên thì chúng ta hớt bớt bỏ ra một tí thì chúng ta sẽ cho củ sen vào để hầm cùng. Sau đấy là chúng ta sẽ cho củ cải vào. Tôi nghĩ rằng là cái việc chúng ta cho ngó sen và cho củ cải vào thì tôi nghĩ rằng là cái việc mà với một số những cái loại củ quả như thế này nó sẽ làm cho thứ nhất là những cái vị cay nồng của hạt tiêu nó sẽ giảm xuống. Được. Và nó khiến cho món ăn của chúng ta nó trở nên hài hòa hơn, đúng không ạ? Dạ vâng, và cái nước này nó sẽ ngọt và rất là mát mắt. Sau đấy tôi sẽ cho nấm rơm vào. Quả thật là với những cái món ăn đi kèm như này, ví dụ như là cho củ cải này, củ sen và nấm rơm và các loại nấm vào thì tôi thấy rằng là tức là nó giảm được cái độ ngấy của dạ dày, đúng không ạ? Vâng. Bởi đôi khi chúng ta ăn lục phủ ngũ tạng thì mình cảm thấy nó cũng sợ cái món ăn này nó nhiều cholesterol quá đấy ạ. Dạ vâng, vâng. Chúng ta biến tấu sang hầm tiêu xanh này thì là có rau vào rồi thì chúng ta sẽ giảm cái độ ngấy đi rất nhiều. Đúng là quả thật ở đây là đầu tiên là tôi thử cái món dạ dày hầm tiêu xanh mà nó lại mix với nhiều loại rau củ quả như thế. Và tôi nghĩ rằng là cái món ăn của chúng ta nó sẽ khá là thú vị đấy ạ. Vâng. Thưa chị Trang, vậy thì chúng ta cho các loại rau củ quả như vậy và cả dạ dày nữa thì chúng ta hầm khoảng trong bao nhiêu lâu thì món ăn của chúng ta hoàn thành ạ? Cái này thì khi mà chúng ta hầm với lửa vừa như thế này thì trong khoảng độ, tại vì chúng ta đã luộc dạ dày 20 phút rồi thì cái dạ dày này chúng ta hầm như thế này khoảng độ 10 đến 15 phút là dạ dày của chúng ta cũng đã chín tới rồi. Với trường bạn nào thích ăn giòn thì như thế này, còn đâu bạn nào thích ăn dai thì chúng ta có thể đợi chúng ta nhúng rau vào, sau đấy chúng ta ăn thì cái dạ dày của chúng ta lúc đấy là mềm dừ. Quả thật là khi nghe cái sự hướng dẫn của chị Trang thì tôi thấy rằng là một người vụng về như tôi thì cũng hoàn toàn là có thể thực hiện được cái món dạ dày hầm tiêu xanh. Và một lần nữa thì rất là cảm ơn chị Kiều Mai Trang đã chia sẻ những cái bí quyết nấu ăn và giúp cho gia đình của tôi và các bà nội trợ khác là nó trở nên ấm cúng hơn ạ. Thưa quý khán giả, với sự hướng dẫn của chị Kiều Mai Trang thì tôi và các bà nội trợ đã thực hiện được cái món dạ dày hầm tiêu xanh. Tuy nhiên với những cái chia sẻ của chị Trang thì tôi nghĩ rằng món dạ dày hầm tiêu xanh lần này của chúng ta nó sẽ có một cái dư vị khác so với những lần mà các bà nội trợ nấu trước kia. Một lần nữa thì chúc các quý khán giả cùng các bà nội trợ có những cái ngày cuối tuần thật là vui vẻ, đầm ấm bên gia đình của mình. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ạ.